chính sách gia cố nhà cũ giúp các tòa nhà chống động đất tốt hơn. Kể từ khi xảy ra trận động đất vào ngày 3 tháng 4, nhiều người đã phải kiểm tra lại cấu trúc ngôi nhà của họ. Nếu người dân cho rằng tòa nhà của họ không đủ khả năng chống động đất, thì có thể nhờ đến sự hỗ trợ của chính phủ. Chính sách gia cố các tòa nhà cũ của chính phủ áp dụng cho cả các hộ gia đình và doanh nghiệp. Đây là văn phòng quản lý tài sản quốc gia trên đường Ai Cũ Ít ở Đài Bắc. Những cây cột mỏng và các bức tường của tòa nhà 40 tuổi này đã được sửa thành cửa sổ. Kỹ sư lo ngại về khả năng chống động đất của tòa nhà nên đã thực hiện gia cố nó. Ví dụ cây cột này đã được bọc một lớp. Kích thước của nó rõ ràng là lớn hơn so với các trụ cột khác. Cách thực hiện là trước tiên bạn cần cạo bỏ lớp thạch cao ban đầu để lộ các thành phần kết cấu bên dưới, và ở bên ngoài cây cột cũ chúng ta sẽ bọc lại bằng bê tông cốt thép. Vì vậy, khả năng chịu đựng của cột sẽ được tăng lên. Thêm rằng chống xiên hoặc thêm một bức tường cũng là một phương pháp rất hiệu quả để tăng khả năng chống chịu động đất. Có thể nói gần 80% lực của trận động đất được tường và các thanh rằng chống xiên hấp thụ. Vì vậy, khi động đất xảy ra, chúng sẽ hấp thụ phần lớn chấn động đó, thậm chí nếu có bị hư hại thì chúng vẫn bảo vệ được các trụ cột. Những cây cột vẫn đứng vững, vì vậy, tòa nhà không bị sập và mọi người vẫn có cơ hội trốn thoát. Một tòa nhà dân cư tại Milan cũng đã được gia cố, giúp tòa nhà trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Ngôi nhà của bạn có thể đã trụ vững trước nhiều trận động đất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có rủi ro. Vì vậy bạn cũng nên kiểm tra sức khỏe ngôi nhà của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Tin tức sẽ được cập nhật liên tục. Bạn hãy theo dõi Xin Chào Tôi ở Đài Loan để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhé.